Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Huấn Audio sẽ giới thiệu cho các bạn một cách chỉnh chiếc âm ni Jaguar Hyosung BA203N hàng bãi xịn. Hàng bãi xịn này nó sẽ là toàn tiếng Hàn nên mọi người sẽ có thể có người không biết, nên mình sẽ làm video để hướng dẫn cho những ai có nhu cầu cần. Đây thì thương hiệu của nó đây ạ. Và mã sản phẩm BA203N. Nó sẽ chia bằng các vỉ nút, đây là vỉ cho mic 1 này, mic 2, vỉ eco, vỉ modic và vỉ master. Đó. Đây thì nó sẽ, đây là tép, trung, bass và volume tổng. Bên này cũng tương tự thôi ạ. Bass à tép, trung, bass và volume tổng. Đây là cái nút này đấy ạ, nút A và nút B đấy. Thì đằng sau nó sẽ có hai cổng 1 và 2 cho một đường mũi đường vào, tí mình sẽ nói. Đây. Còn đây là vị eco. Eco thì đây nó sẽ là độ lặp đi lặp lại đấy ạ, cho mọi người được biết đấy. Cái độ đây là độ dài và độ ngắn này. Đó. Còn đây độ nhanh và độ chậm. Như theo cái dòng này nó sẽ, mình sẽ chỉnh rồi, mình sẽ theo cá nhân mình nhá. Thì cái này, này các bạn sẽ cho nó về là quá này 11 giờ này. Thằng này thì cho tầm này là được rồi, tầm 12 giờ. Còn những thằng này thì bạn cứ cho tầm 12 giờ hết, thằng này tầm 10 giờ nhá. Còn đây là hi này, thì là tép đấy. Thì giọng nam thì ồm tăng một chút, giọng nữ thì giảm một chút. Trung thì cứ cho 11 giờ, 12 giờ. Còn đây là bass, nam thì ồm rồi thì giảm, nữ thì tăng. Đấy, echo. Đấy, người nào thích nhiều echo thì vặn lên thôi. Đấy thì không quan trọng lắm, cứ 11 giờ, 12 giờ nhé. Còn đây là ban. Ban cân tiếng mic ra hai loa đấy ạ. Còn đây là volume tổng. À quên, xin lỗi, đây là volume của mic. Ở đường dưới cũng không khác gì cả. Bạn chỉnh theo từng giọng nam giọng nữ IC rồi. Này sẽ có hai đường cắm mic thôi. Ở đây sẽ là nén đi 20 decibel. Thì nó nói nhỏ lắm. Thì nó được cái này nó không hú mic thôi. Nó ấn vào thì nó nén xuống nhỏ. Còn mình sẽ nói đằng sau ạ. Đó, đây dây nguồn rồi. Đây cầu chì. Ở đây tiếp mát. Của chị 2A và cái đường tiếp mát cho nó, như nếu có bị ra mát đây thì bạn đấu vào mát thì nó không bị giật, nó không cầm mic nó không bị giật. Còn đây là loa trái loa phải đây nhá. Thì cái này nhá các bạn, nó thật là đường, đây nó sẽ là đường, nhất là đường, đây là đường đến chỗ giữa này, đây là volume vào này, tín hiệu vào đấy, 1 và 2 thì các bạn sẽ tương đương ở bên kia ấn A vào B. Đường line, đường jack thì ghi âm, và đường mic ghi âm của đường mic và thu âm của mic ạ. Đó, đường jack là đường ghi âm của toàn bộ, và thu âm của đường mic, thu âm, còn đây là thu âm của đường toàn bộ cái cả mic và cả lời, tất cả mọi cái. Còn đây là đường line, theo tín hiệu khác thường để cắm trầm đấy. Đó. Thế là cũng không khó gì đâu. Tí tiếng Hàn nhưng cũng cấm bạn, các bạn cắm vào cũng không hỏng đâu, các bạn cấm cho nó đúng. Thường là các bạn phải quan tâm đến cái rắc 1, 2 này và đường nai, còn cái đường này thường như đường jack và đường mic thì không ai dùng bao giờ. Mình xin phép được dừng cái video này ở đây. Các bạn thấy cái video của mình là có ích, xin hãy ủng hộ kênh Huấn Audio bằng cách chia sẻ cái video này và đăng ký kênh Huấn Audio và nút like và comment ở dưới. Hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo.